Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam và cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là cặp vỏ thùng loa Naya Ray đôi 30, tức là hai bát 30 trên một thân thùng Naya Ray này. Dòng này là dòng thay thế cho những cái hệ thống loa Ray hoặc các bác muốn lắp mới lên thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Dòng này thì em xin trân trọng thông báo kịch liệt với toàn thể các bác là cấu hình cao cấp nhất từ trước đến giờ. Do bên cửa hàng em có cung cấp cấu hình này là cao cấp nhất. Đấy. Xin giới thiệu với toàn thể các bác là cấu hình cao cấp nhất nhé, không phải cấu hình rẻ. Em sẽ lấy một con ốc này. Đây nhá, ốc này là ốc lục giác này. Đấy, và các bác nhìn cái tay sách đây này. Đã cái tay sách nào mà nó xịn như thế này chưa? Đấy. Em hỏi các bác cái loa Ray trên thị trường nếu mà cái hàng gọi là vỏ thùng loa hàng mới bây giờ cái loại nào đã xịn như thế này chưa? Đây là một nhá, tay sách này nó có vặn ren là một này. Với thứ hai nữa là cái khung sắt ở đằng trước và cạnh sau cũng có ren luôn. Đấy. Sao cái loa dây gì mà nó lại xịn thế nhỉ? Đây là gọi là linh kiện thay thế thôi nhá. Vỏ để các bác gióng lên mới thôi nhá. Đấy, xịn chưa? Cái này em nói luôn với các bác là dòng này là dòng cao cấp nhất từ trước đến giờ em đã từng nhập được. Và riêng các cái vị ví dụ như là cái chốt dây này cũng gọi là cao cấp này. Đấy, các bác nhìn không? Cái thép của nó rất là dày, chắc chắn này. Đấy, thép của nó rất là dày, cực kỳ chắc chắn này. Nỗ ốc phát nên là chính xác, vừa khít hình khịt luôn. Đấy, xịn luôn. Đây là cái dòng này là dây gọi là linh kiện thay thế mà ở đời cao cấp nhất. Đấy, chốt phát vừa đẹp luôn. Đấy, vẫn có một tí gọi là độ xê dịch nha. Nó không thể nào bằng những cái hàng siêu cao cấp như hàng nhập khẩu chính hãng cực kỳ cao cấp được. Đây gọi là hàng linh kiện thay thế như này là cấu hình này là cao cấp nhất rồi. Đây, cái chốt dày này. Đấy. Dày đây các bác nhìn này. Cái khe hở của nó thì có một tí gọi là xê dịch đi này. Có một tí xê dịch đi này. Đấy. Đó. Dòng này nó rất là cao cấp nha. Cái này thì lại họng kèn của nó đây. Đậu một mình một chỗ. Tí này em sẽ rứt lưới ra cho các bác xem. Hàng xịn cao cấp mà không có lưu trích đi theo. Đây, nó không độ 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đó, 12 chế độ tùy chỉnh độ. Và một ốc khóa knock để các bác kết nối từng chiếc một, dùng đến đâu kết nối đến đấy. Đó, thì em sẽ rút lưới ra nha. Con này gọi là cao cấp lắm đấy, cực kỳ cao cấp luôn. Ui, lưới cũng vừa tháo ra rồi mà bây giờ cũng khó tháo hết này. Là chuyện đùa đâu. Đây các bác nha. Lưới không thôi cũng rất là nặng này. Đây là cái lưới của nó này. Lưới xịn chưa? Lưới này cũng là cao cấp lắm nha. Đấy. Ok, và đây là cái cấu hình bên trong thùng này các bác nhìn này. Đấy, đằng sau này có cái ánh đèn nó hất ngược lại, khó chịu thế chứ này. Em vào em tắt đèn đằng sau. Chứ không các bác cứ thấy cái ánh đèn kia thì cũng khó chịu hết đấy. Rồi. Đây nha các bác xem nha. Đây là cái mặt trước này. Đấy. Các bác thấy xịn sò chưa? Thùng bên trong thì em vẫn chưa bắn tiêu âm. Đây là đằng sau nó có một cái vách này. Đấy. Đây này khoang của nó bát. Thùng này thì không có ốc chân ren ở bát nhưng tép này có ốc chân ren. Thế mới kinh chưa này. Đây là hàng thay thế cho các bác về kiểu như là bây giờ ví dụ như là các bác mua thùng về bát loại này vừa bát kia không vừa thì đây người ta làm này. Về chùa các bác tự nắp bát nào thì nắp đấy. Đấy, thùng này để nâu này, đấy, có bụi bẩn mốc meo này này, các bác cứ chơi nhiệt tình đi. Cái này em không dám nói là hàng này có phải sản xuất tại Trung Quốc không nhưng mà giá em lấy vào cao lắm, cao rất là cao luôn, cao hơn cả cái loại dây đôi 40. Các bác đã biết dây đôi 40 nó đắt như nào rồi mà bây giờ em lấy con này nó còn cao hơn cả dây đôi 40. Thì hôm nay đầu tiên là về em giới thiệu cái mẫu vỏ dây này các bác nhé. Đấy, hiện tại là đang về là tổng cộng được 2 cặp. Mai ngày kia mà nó về thêm được cặp nữa thì tổng cộng sẽ giới thiệu 3 cặp. Ví dụ các bác lấy thì em sẽ đọc giá luôn này. 2 cặp là 11 triệu bao ship. Nẻ một cặp không bán nhé. Mua nẻ một cặp không bán. Em nói luôn. Còn hỏi là bao nhiêu tiền một cặp thì không nói. Em sẽ bán theo bộ. Combo của bộ là ít nhất 2 đôi là 11 triệu bao ship. Cái chi phí vận chuyển bây giờ các bác nhé, cái quả dây này đóng gói mà gửi bưu điện nhẹ nhàng cũng phải tầm gần 1 triệu một quả. Đấy, đây là gọi là bao ship, em đọc luôn giá này.
tức là một đôi này nó khoảng tầm gần 2 triệu tiền cước, nhưng mà lấy 3 đôi thì nó khoảng tầm là tầm 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8 tiền cước. 3 đôi nữa các bác lấy 3 đôi thì là 15 triệu 3 đôi, các bác trừ đi 2 triệu 8 tiền cước là ra giá tại cửa hàng. Còn các bác kêu đắt, tốt nhất các bác đừng hỏi, đừng gọi điện, đừng làm gì cả. Các bác xem có thể xem kênh khác. Còn hàng của bên em từ trước giờ em giới thiệu không có hàng nào gọi là cái hàng rẻ tiền cả. Hàng rẻ tiền em nói nghe. Còn đây là cái phân khúc gọi là hàng thay thế, linh kiện thay thế, hàng cao cấp. Vỏ này thì nói thật các bác là không có cái chỗ nào để gắn cái tem logo cả. Nên các bác về muốn dán tem gì thì dán. Đây đã gọi là linh kiện thay thế, vỏ thay thế cho các bác gọi là dùng a dây. Đấy, ví dụ như các bác là đang dùng mấy chiếc loa dây đơn. Đấy. Bây giờ muốn lên dây đôi. Đấy. Hay là của các bác đang dùng trước là dây đôi 30 rồi nhưng mà thùng nó kém. Nâng cấp thùng lên, thùng này xịn hơn, cao cấp hơn. Đấy. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Đấy. Này các bác xem này. Tất cả đều cao cấp từ cái tay sách này bằng kim loại hết nhá. Đây ốc đây. Bằng kim loại hết. Tay bằng nhôm, ốp bằng sắt. Ốp trong bằng sắt. Em sẽ tìm cái khoan bắn vít này vào. Cái đầu mũi cái khoan này nó có một cái miếng nam châm rất là bé này. Đấy, ví dụ cái này bằng ốc bằng kim loại này. Đấy, nó sẽ hút này. Đấy. Bằng nhựa nó không hút này. Đấy, nó không hút. Bằng kim loại nó sẽ hút. Đấy. Ô. Cạnh này bằng nhôm các bác ạ. Đưa vào nó không hút. Cạnh này bằng nhôm chứ bằng sắt, bằng nhôm. Đấy. Ốc này hút này. Cạnh nhôm nó không hút này. Đấy. Đây đây nó rơi này. Ở đây này. Đấy. Đó, thấy chưa? Ốc đây bằng nhôm này. Đấy, tay xách bằng kim loại sắt này. Sắt thép này, còn đây tay bằng nhôm này. Đấy, nhìn rãnh này nó thiết kế để bắn ốc này, xịn sò luôn. Ốc bằng kim loại nha. Miếng này bằng nhôm nhá. Cái khuy sắt này, tay này bằng sắt này, kim loại này, đây nữa này. Thấy chưa? Đấy. Đó. Rất là cao cấp luôn đúng không? Đấy, không hút. Nhôm. Sắt thép. Đấy. Và đây mấy con ốc nữa, sắt thép nốt. Đây, thấy chưa? Nói chung là nếu mà các bác mà tìm mua cái gọi là phụ kiện thay thế những cái vỏ thùng loa mẫu cao cấp này, hãy đến với em nha. Em báo giá luôn 11 triệu bao ship. Còn mua lẻ một đôi không bán. Hai đôi là 11 triệu bao ship. Hai đôi là 11 triệu bao ship, ba đôi là 15 triệu bao ship. Các bác muốn gửi xe hay gửi bưu điện, muốn kiểu gì kiểu, miễn là bên em giả cước. Được chưa? Đấy thì chuyển khoản cho em trước, ví dụ lấy hai đôi là 2 triệu, ba đôi là 3 triệu, chuyển khoản trước. Sau đó thì nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Gọi là cái tiền 2 triệu hay 3 triệu đấy gọi là tin tưởng. Các bác đặt hàng thì các bác phải có trách nhiệm nhận hàng thôi. Chứ những cái hàng này mà em nói thật, đóng gói cũng nhọc vết ấy. Mọi chuyện đùa đâu. Hàng cao cấp mà. Linh phụ kiện cao cấp các bác nhìn này. Đấy. Và sau đây em sẽ đo cái kích cỡ nhá. Đo cái kích cỡ để các bác tham khảo. Nên là nhiều các bác là cứ hỏi. Hàng này thì em không dám nói là hàng mang từ Trung Quốc về hay ở đâu rồi. Em không dám nói. Con này có chiều sâu là 48cm. Sâu từ trước ra sau. Đấy. Cao hết cỡ. À đây. Các bác xem nha. Cao hết cỡ là vào 34cm. Cao tối thiểu là đây là vào 27cm. Đấy. Và cái chiều ngang của nó thì em sẽ đo luôn này. Ngang là vào đúng 1 mét luôn. Hoành tráng. Đúng 1 mét luôn. Như con súp 728 thì em đóng gói này. Thì nó vào 106. 104cm rồi đấy. Con này là vào 100 rồi. Nên là nếu mà các bác mà chơi cái loại dây đôi 30 này. Thứ nhất là các bác đặt mặt đất hoặc là đặt như này thôi. Đấy. Làm trồng hai quả xúc kép trồng lên nhau xong là để dây. Chỉ cần hai đôi thôi là xúc kép đuổi tráng mới đuổi được. Đấy nhá. Có thể các bác về có thể độ chế thêm như là hàn thêm bộ khung nữa để đỡ cái loa này. Đây. Tay nhôm này, có ốc này. Đấy. Ốc đây nữa này. Đấy. Còn là các bác thiết kế tay nhôm một ốc to này. Đấy. Đây nó có gen ốc nha, không phải là không có gen ốc đâu. Đó các bác thấy chưa? Xịn sò thì nó mới có đồ chơi như này. Còn các hàng tầm trung thì không có đâu. Em xin nói luôn. Đây là vỏ thùng loa. Này ray đôi 30. Đấy. Linh kiện thay thế cho các bác. Còn các bác muốn cấu hình cao cấp nhất các bác gọi điện cho em. Em nói trước nha, bây giờ ví dụ ít nhất là hai cặp là vào 11 triệu bao ship.
các bác trừ đi tầm 2 triệu là vào khoảng tầm 9 triệu giá tại cửa hàng, được chưa? Sau bây giờ các bác đi mua hai đôi bát nữa, hai đôi bát 30 loại gì à? Bát neo à, một đôi nó khoảng tầm trên 3 triệu, hai đôi là vào tầm 6 triệu đến 7 triệu, 6,5 triệu đi. Đấy, hai đôi, nhưng mà đây là mình lắp là hai đôi dây, tức là 8 cái bát, tức là vào tầm 12 triệu tiền bát nữa. À, 9 triệu cộng 12 triệu nó sẽ bằng 21 triệu. 21 triệu các bác cộng thêm cả tiếp thường, nó không cần tiếp neo không làm gì, phí thật, phí đấy. À, tiếp neo thì các bác này phải dùng cái phân tần đặc biệt nữa để dìm tiếng tép xuống. Tức là nói chung là nếu mà nên cấu hình full option combo hai đôi dây này thì nó khoảng tầm gần 30 triệu full option hai đôi. Còn ba đôi thì các bác lại cộng lên cho em 10 triệu nữa, nên là vào tầm gần 40 triệu ba đôi dây 30. Đấy, khoảng tầm đó là bên em vẫn ứng chừng thôi. Đấy, tất cả là đều là cao cấp, đều xịn hết nha. Chốt dây của nó rất là cao cấp này. Đấy, dây rất là dài, cắm thoải mái. Đây, dây này thì không cắm xuống dưới này được thôi, chứ còn cắm cái loại chốt ở đây thì cắm thoải mái. Các bác xem này. Đấy, rất là xịn sò luôn, đúng không? Đây là gọi là linh kiện thay thế cao cấp chuyên dùng cho các bác nào mà đã gọi là em ơi anh có mấy đôi loa 30, bây giờ anh định dựng dây thì chú có loại nào cao cấp không? Ở đây có, em có đây. Đây là vỏ thùng loa a dây cao cấp. Đấy, thì em sẽ đậy lại cái lưới nha. Lưới này lưới cao cấp lắm đấy, không phải chuyện đùa đây. Đó. 1 2 3 4 tuột luôn. Đấy, thì lưới của nó sẽ như thế này. Nên là các bác nào mà về thì các bác tự nghiên cứu nhé. Đây là cái vết gì, vẫn như là vết keo này. Các bác có thể gắn logo trên góc này, NEXO hay là giữa GBN, GBN. Đấy. Hay là RCF, RCF, RCF. Nói chung là tùy. Đấy, hay là các bác đây cũng được. Nói chung là về các bác tự nghiên cứu vị trí là gắn tem. Linh kiện phụ kiện thay thế của em chỉ đến đây. Đấy, các bác nào có quan tâm thì hệ trực tiếp với em. Em nói thật là bán những cái loại hàng cao cấp này em sướng. Các bác nhìn đã thích rồi, mỗi cái hết tiền nhiều rồi. Còn các bác nào chê bên em bán đắt thì có thể mua các cửa hàng khác. Hàng có thể chất lượng cao hơn, cũng có thể chất lượng thấp hơn. Hàng bên em thì bán theo bộ, nên là tách lẻ ra thì không có nha. Ví dụ các bác nào mua hai đôi rồi, bây giờ muốn mua thêm một đôi nữa, ở thì em có bán. Còn bán lẻ một đôi thì em không bán, em nói luôn đấy. Tất cả là đều là cao cấp hết nhá. Linh kiện này, để lâu trong kho thì bụi bẩn rồi. Đây, các bác nhìn cái vết ốc này. Đấy, kho thì nó ẩm mốc mà. Cái vết ốc của nó có gọi là hơi mốc mốc một tí. Thì đấy là cái chuyện không thể tránh được. Hàng này là cũng lưu kho hơi bị nâu rồi. Đấy, nên là thôi. Nãy về để review đã. Các bác nào lấy thì là em sẽ đóng hàng và gửi đi cho các bác. Đóng hàng giống như này thôi. Đấy, 728 này, vỏ hỏa tiễn này. À đây là loa hỏa tiễn này. Đấy, các bác nào quan tâm đến linh kiện thay thế này thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau em sẽ bê ba đôi dây này ra kết nối chồng lên nhau, xong là quay cho các bác cùng xem. Chứ còn để một chiếc này nhìn trông nó hơi nọt hình, hơi bị nọt khung hình. Còn khi mà gọi là các bác mà nên cấu hình này rồi thì các bác đánh cái sự kiện ngoài trời phải thực sự là rất là khủng cơ thì mới sử dụng hết được. Chứ còn đánh ngoài trời, đánh đám cưới vừa hai đôi 7-4-5 này đã rát tai đừng có nói. Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.